Bây giờ thầy nghe được không ạ? Dạ, rõ hơn rồi đó. Dạ thầy nghe được không ạ? Ừ, nghe rõ Dạ rồi. thì con cũng có cái thắc mắc về cái công phu của mình đó. Thì cũng như thầy nói về cái giữ cái nghi tình cho mọi lúc mọi nơi, thì nói về giữ nghi tình đó thì con cũng không biết, mà nói về giữ công phu nhân mật đó, thì thực tâm mà nói đó, thì con không có đời thời đầu miên mật. Nhưng mà con muốn chia sẻ ra để thầy thấy được cái bệnh của con á, giống như là trên cái sự đối duyên tiếp cảnh đó, thì cái thấy của con bây giờ nó không có phải là khi thí dụ như con thấy cái sự tu tập của mỗi hành giả, của mỗi vị Phật tử, thì mỗi người có một cái cách tu khác nhau, thì con thấy thí dụ như người ta chia sẻ về cái kinh nghiệm trải qua của cái sự tu tập của họ, thì con nghe, nhưng mà con không có cái sự chạy theo, hay là cái gọi là nghĩ là phải như vậy, phải đáng thương, phải tội nghiệp, phải hồi xưa thì con có những cái đó, nhưng mà bây giờ con chỉ biết con nghe thì con nghe, nhưng mà nếu mà con quay về con hỏi được câu thời đầu, hoặc là con giữ được cái công phu thì tốt, nhưng mà có khi con cũng không giữ được, mà con chỉ nghe là nghe như vậy thôi, thì con không có phải là họ kêu là ví dụ như phải làm như thế này, phải làm như thế kia, thì con cũng không có làm theo, mà con cũng không có để ý tới là phải làm như thế này, phải làm như thế kia, thì con chỉ biết rõ rõ ràng ràng là cái sự việc nó là như vậy thôi. Thì giống như lúc mà chị Thanh có chia sẻ về cái kinh nghiệm của chị trên cái chuyến đi du lịch đó, thì con cái kinh nghiệm của con trên cái sự trải qua khi mà nhìn ba mẹ con á, ra đi á, rồi gia đình con, anh em không có bình tĩnh á, thì thật sự lúc đó con đâu có đời thời đầu được đâu, nhưng mà con cũng không có nổi lên một cái ý niệm thương ghét đau khổ gì trong đó, mà con chỉ biết mọi sự việc nó cần phải làm như thế nào và nên làm như thế nào. Thì khi mà con giải quyết sự việc, con cũng có trình lên với thầy, thì những cái sự sự việc nó chảy qua như vậy á, thì lúc nào con nhớ, mà con luôn luôn nhớ là mình phải đời hồi đầu, mình phải giữ công phu, nhưng mà trong những cái tình huống như vậy á, thật sự là con không có đền hồi đầu, con cũng không biết là mình có giữ cái nghi tình hay không, thì con biết rằng á, thật sự á, cái biết của mình á, nó là một cái tai họa cho cái tương lai, tại thật sự trong bây giờ có thể là mình gần thiện tri thức, gần bạn đồng tham nhắc nhở mình, hoặc là mình thấy những cái cảnh tượng đó nhắc nhở mình quay về với công phu, nhưng mà cái biết này á, nếu mà trong một cái thời gian dài á, nếu mà mình không có giữ được công phu á, thì cái sự biết này nó vẫn nằm ở trong cái mặt na thất của mình á, thì một lúc nào đó nó đủ duyên nó cũng sẽ trồi ra, thì con cũng đã có những cái kinh nghiệm đó, con cũng đã bị như vậy, mà cũng may mắn được nhờ sư phụ nhắc nhở thì con mới thấy được cái bệnh của mình. Thì con kính thỉnh thầy khai thị về cái chỗ này để cho hành giả chúng con có được cái niềm tin và rõ ràng hơn trên cái sự tu tập của mình. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đó là cái rất là phổ biến, mà cái đó là cái mà trên cái sự công phu của chúng ta, tại sao mà tổ sư dặn
À, luôn luôn là phải chiếu cố thời đầu á, tại vì mình cũng đang sinh hoạt, đang trên cái thân thể này mà, đang trên cái cảnh duyên này, đang trên cái tướng bệnh này, chứ không có khỏi thoát khỏi cái tướng bệnh, không phải thoát khỏi cái cảnh chiêm bao này. Đấy, đâu phải thoát khỏi, đâu phải đi hủy hoại cái thân này, bỏ cái thân này, nó đang mang cái thân này mà, thân này cũng đang trên cái chuyến tình của sanh già bệnh chết, mà mang thân này mình, do mình chấp cái thân này cho, tại cho thân này là ta, tại mình đang là ngũ uẩn giai hữu á, giai có chứ phải là ngũ uẩn giai không. Á, ngũ uẩn giai không là để nói ngược lại cái giai hữu thôi, giai có thôi, đều có thôi. À, cho nên nó khi mà ngộ đạo lúc đó không còn bị kẹt trên cái ngã chấp và vô minh. Còn mình hiện tại mình đang tu, cho nên mình luôn gánh nó theo, luôn luôn mang nó theo. Thì tổ sư dặn phải luôn chiếu cố thời đầu, ở trong cái góc tường góc cột nào cũng chữ chiếu cố thời đầu, mà chiếu cố thời đầu đó là gì, là công phu của mình đó, chứ phải là niệm cái câu đó hay là đọc cái câu tụng câu đó đâu, mà trở về cái công phu. Mà công phu của mình là gì, là nghi tịnh, công phu chú trọng nghi tịnh để cho tất cả cái chấp tâm, những cái niệm phiền não, những cái niệm mà được mất phải quấy đúng sai hay dở tốt xấu gì, tất cả cái tương đối đó nó quét, mà tất cả cái niệm tương đối là cái niệm của ngã chấp. Mà ngã chấp là cái thức, thức thứ bảy là cái thức chấp ngã đó, thức chấp thật đó, chấp hết tất cả. Thức thứ tám đó là ta, rồi, tất cả nhân đó là thật, nhân tốt thì nói là tốt, nhân xấu cho là xấu, mà đâu phải là tốt xấu, tại đưa ra nó chấp tốt thì nó biến thành tốt, chấp xấu biến thành xấu, chấp vô ký biến thành vô ký, nó muốn chấp gì là nó biến thành cái đó thôi. À, theo cái tư tưởng đó, theo cái thời gian đó, à, theo cái ngã chấp của nó, phân biệt của nó, cho nên cái nghi tình là nó quét đi cái phân biệt. Mà quét đi không phải, không phải là ngu ngốc khờ dốt gì đâu ha, không phải đâu, mà cái trí huệ bát nhã đó là nó không có ngàn mé, mà nó phải nói nó kinh khủng. Đức Phật có ví dụ để mình tưởng tượng thôi, đó là cái ví dụ, cũng là lời nói thôi, nó là phương tiện. Giống như tất cả cái biết của chánh biến tri là biết của Phật đó, của giác ngộ đó. Tất cả cái thế giới mà muôn ngàn thế giới, hằng xa thế giới, hằng xa là biết các sông Hằng, là ví dụ như đó, hằng xa thế giới, mà mỗi thế giới trong đó có vô lượng chúng sinh. À, mà mỗi chúng sanh nổi lên một niệm, chánh biến tri đã biết hết, không có sai lệch, không có bị, giống như cái máy, mình có nghĩ cái máy máy computer, mấy cái bộ nhớ là mà nó nhớ kinh khủng, nó nhớ mà nó nhớ nhiều quá, nó sẽ giống như là nó đặt nó cứng, nó hư luôn. Còn này cái chánh biến tri nó không có ngàn mé, không có cái gọi là cái hạn lượng tương đối trong đó nữa, mà biết rõ một cái tâm niệm chúng sanh nào nổi lên Phật đều biết rõ. À, cái chánh biến tri đó nó biết rõ. Hoặc là nói ở hằng xa thế giới có một giọt mưa thì chánh biến tri cũng phải biết nữa, chứ không phải mình biết cái trước mặt sao lưng ta biết cái gì mình thấy, cái gì mình không thấy mình không biết, biết cái gì nghe cái gì không nghe mình không biết, tại mình đuổi đến cái tương đối, đuổi đến cái năng sở, mà đuổi trên cái tướng, đuổi cái danh, mà cho nên mình chỉ biết trên cái hạn chế đó thôi, cho là cái học biết á, cho mình học và cái sự học của mình chỉ hạn chế trên cái học đó thôi. À, rồi mình lấy cái đó mình cho là đặc biệt, cho là hay, cho là giỏi, cho là hơn hơn người á, giống như Đức Phật nói cái hiểu biết của cái bộ não á, à, nó chỉ giống như là cái lửa của đom đóm thôi, ánh sáng đom đóm thôi, làm sao mà so sánh với ánh sáng của mặt trời được. Nhưng mà mình lại lấy cái ánh sáng đom đóm đó mình tự hào. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là như kẻ ăn mày, à, kẻ cùng tử được chút ít cho là đủ, cái đi ăn mày ăn xin mà không biết trong chiếu áo mình có viên châu vô giá, như ý bảo châu, muốn gì có đấy, tưởng gì được đấy, nhưng mà không có chịu đem ra xài, đó là do cái vô minh. Thì bây giờ mình là đang là kẻ cùng tử, vẫn chưa xài được, vẫn chưa lấy ra được, vẫn còn mê muội trên cái chấp tâm, vẫn còn á tin trên cái tri kiến sai lầm, tức là nói gọn lại vẫn còn đang bệnh, mà biết mình bệnh để uống thuốc, đó là tin tự tâm, biết mình đang bệnh, biết tất cả đều là cái ảo giác của tâm mình tạo thôi, à, ảo ảnh của tâm mình tạo thôi, à, tất cả đó đều là mê, đều là sai lầm. Thì biết đó để mà mình trị bệnh chứ, để không có bị dính mắc chứ, à, thì giống như là mình làm việc mà mình cũng dè dặt,
về giặc nghĩa đây là có công phu rồi, có cái nghi tình rồi, có cái niềm tin rồi. À, tin là đó nghĩa là tin từ tâm á, mà giờ công phu để nó quét sạch ra cái bụi á, giống như tâm Đức Phật cũng ví dụ cái gương đó, gương mà đóng bụi lâu ngày nó mua lu nó mờ đi, nhưng mà mình lau mình chùi quét quát queo quát lại, cái nghi tình là cái chổi quét tự động đó, nó quét qua quét lại riết thì gương mình nó sáng. Cho nên trên một cái vấn đề, trong một sự việc gì mình thấy tại vì nó chưa tỏ chưa rõ, mình phải nương được thiện tri thức để mà hoạt động sinh hoạt và để làm việc, chứ không phải á, mình á, chăm hẳm ở đây cái câu mình ôm chặt cái câu á, thì nó giống như nắm chặt cái phương tiện á, sử dụng lầm cái phương tiện á thì nó oan uổng. Chư tổ cũng đã ví dụ á, cái câu thoại hay là cái thoại đầu đó cũng là cục xương thôi, tự tánh mới là cái cần thiết để mình á chiếu cố, chứ đừng có chiếu cố cục xương. Mà thường hành giả tâm thiền do sợ, cũng do sợ sợ cái vô minh chấp ngã, sợ cái sai lầm, mà cái sợ đó trong cái đường lối thực hành tâm thiền cũng nói vô sở sợ đó, tại sợ sợ đó, sợ là cũng có năng sợ và sở sợ đó là cái niệm sợ, chính cái năng sợ đó hiện thành cái ngã chấp. Mà cho nên nếu mình nói trời làm nhưng mà sợ quá không giữ được công phu, không giữ được nghi tình, thực sự ra nghi tình mà đã có do cái niềm tin mình nó mạnh á, thì nghi mình nó mạnh, mà nghi mình tình mình nó mạnh á thì cái ngộ mình nó cũng mạnh đến nơi á. Cho nên nói tin 10 phần thì nghi 10 phần, nghi 10 phần thì ngộ 10 phần đó. Ngài Chư Như Chư Tổ Sư cũng có nói rõ ràng như vậy, Ngài Trung Phong Minh Bổn cũng nói rõ ràng. Thì á, ít ra hồi xưa khi mình đụng duyên, đụng cảnh á, tiếp cảnh á, thì mình bị chạy theo cảnh duyên liền, chấp liền. Bây giờ mặc dù á, cái cảnh quan trọng đối với lại cái cuộc đời mình, cuộc sống mình mới gần gũi thân thiết với mình, nhưng cha mẹ mình mất, ví dụ như vậy đó, ăn thực tế đó, mình cũng lo, mình cũng vẫn tâm thiền mà mình sợ biết có bị sai không, có bị lọt vào cái mê tín không, có bị lọt vào những cái vấn đề này vấn đề nọ hay không, rồi có lọt vào cái sự lấn cấn giữa anh chị em mình hay không, tất cả. Mà khi mình đã tin từ tâm chỉ hướng về công phu thôi, vẫn thấy vẫn phân biệt nhưng mà không bị cái thấy đó nó dẫn dắt mình, làm cho mình phiền não, làm cho mình khổ đau, không bị cái phân biệt đó làm cho mình bực bội chán nản, mà mình vẫn vẫn giữ công phu của mình. Nếu như đối với gió, đối với phướng, mình cũng không phải trách gió, vậy là trách cái phướng. Tánh của gió là như vậy, tánh của phướng là như vậy. Tại cái tâm mình để ra cái phân biệt, sanh ra cái phân biệt, cho nên mình sanh ra đủ thứ, đúng sai phải quấy, sanh ra cái tứ cú á. Sinh ra cái tư tưởng, sinh ra cái niệm chấp trước. Thì á, bây giờ mình lại ngờ ngợ, mình chưa rõ gì, nên mình vẫn cái tin tự tâm mình vẫn có hơn một chút xíu, không muốn dính mắc vào, sợ nó dính mắc vào, cho mình phải nhờ thiện tri thức tham học. Mà thiện tri thức đó là cái pháp, nương nơi cái chánh pháp, cái y pháp bất y nhân đó, nương nơi lời Phật, chỗ là đó là thiện tri thức, nương nơi ngữ lục của tổ cũng là thiện tri thức, nơi lên thiện tri thức bạn đồng tu đưa ra những cái công phu á, để giúp cho mình á, giải tỏa, đó cũng là thiện tri thức chứ không mất ngoài. Thì nói chung chiếu cố thời đầu trở về tự tánh, thì tự tánh mình đó cũng là cái chân thiện tri thức. Thì vấn đề tu tập của mình giống như bây giờ mình đang ngồi, mình đang công phu rồi, cái tâm của mình nó vẫn luôn, cái tai luôn nghe, tánh nghe nó cùng khắp mà làm sao nói không có nghe không, nhưng mà do cái niệm mình phân biệt lên á thì nó trở thành cái tương đối năng sở, nhưng mà chính cái phân biệt nó vẫn yếu hơn cái tin tự tâm của mình, cho nên rồi nó qua tới rồi nó đi, tới rồi đi, vọng tưởng nó tới, vọng tưởng là cái bệnh của mình, tập khí của mình, cái phân biệt của mình mà, nhưng mà nó không giống như hồi trước, nó tới cái nó mời mình, nó kéo mình, nó níu mình, nó giữ mình, hay nó làm mình phiền não, làm mình bực bội tức tối. Bây giờ nó tới rồi nó đi, tới rồi nó đi, ở mình chỉ còn là cái công phu thôi, mà công phu không phải là không có cái tướng luôn, không thấy tướng luôn, hiện tại bây giờ mình đang tập nó vẫn còn có cái tướng công phu, tức là tướng thời đầu phương tiện đó. Ngài Hiếu Văn ví dụ nó là cây gậy để chống đi, chứ không có cây gậy đi không có được, nó đi nó ngã qua ngã lại siêu vẹo, té lên té xuống, nên nhờ cây gậy. Khi mà đi vững đi được rồi, cây gậy tự nhiên không dùng tự động cho nên nó là chiếu cố thời đầu, là cái nghĩa đó. Thì đó là trên cái tiến trình của công phu của mình.
à, không có gì phải lo. À, khi mà được á, khai ngộ hay là nói ồ lên một tiếng rồi đó, nói khai ngộ là cũng là cái danh từ cái nói thôi, thì Đức Phật đã tận hết cái ngã chấp mà. Thì lòng từ bi lúc đó thể hiện, hay là viên mãn được cái bồ đề á, là quy vô sở đắc, tức là đạt đến chỗ tột đỉnh của vô sở đắc, mà chỉ đạt là đắc là đấy, tại trên cái lời nói luôn luôn nó bị trong cái tương đối cả. À, cái lời nói thì kẹt trong tương đối nên mình chấp á, còn á nếu mà không kẹt tương đối thì nói cũng bằng như đến giống như sắc trong bất nhị vậy, bằng cái lý của Bát Nhã cũng là không có kẹt trong tứ cú, mà không kẹt trong tứ cú là lìa lìa được cái thị phi tương đối phân biệt. Nên tại sao chư tổ nó nói cả ngày mà không nói một chữ, im lặng mà giống như là cái tiếng nói sấm sét, giống như tu bồ đề ngồi trong hang á, đang tu thì thế đế thích tán hoa cung dường, trải hoa xung quanh cung dường, nói ông ngài thiết Bát Nhã hay quá, nói tôi ngồi tôi có nói gì đâu, mấy ông không mà tôi có hỏi, ông có hỏi gì đâu mà tôi nói, thì đế thích mới nói không hỏi đó là chân vấn Bát Nhã, không nói tức là chân đáp Bát Nhã, chân Bát Nhã đó là những công án, nó lấy gỗ đá đều là Bát Nhã, mình phải phải đó là phải tham phải cái nghi tình, thì đó đều là trên cái tiến trình của người tu, nhưng mà dần chúng ta càng tâm ta càng sáng ra, giống nhờ cái công phu á mới sáng được tâm, mới nhìn ra được cái vấn đề á. À, nhìn đây không phải là trên cái sự phân biệt năng sở, à, nó nhìn đây là ngộ ra, thì cái ngộ là phải giống như uống nước tự biết, không thể giải thích, à, mà phải tu tập mới được ngộ, ta phải giữ cái nghi mới đưa đến cái ngộ, nên chư tổ nói đại nghi sẽ được đại ngộ, tiểu nghi được tiểu ngộ, nhân là nghi quả là ngộ, không có nghi không có ngộ, nên tham thiền quý cái nghi tình là vậy. Rồi bây giờ cũng hết giờ, hãy kính chào hết quý thầy quý sư cô, quý ba đồng tham.